Và kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2022. Và ngày hôm nay là một thông tin rất đặc biệt liên quan đến bóng đá của Đông Nam Á, và đặc biệt liên quan đến một thông tin đến Chanathip, một cầu thủ được coi là số 1 của bóng đá Đông Nam Á hiện nay. Bên cạnh đó là Nguyễn Quang Hải. Thì mới đây thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã từ chối tham dự King Cup 2022. Thái Lan đã phá lệ một cách rất khó tin. Chanathip đã lừa cả Đông Nam Á, và có lẽ rằng Indonesia mới là đội sẽ phải khóc nghẹn. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, năm nay khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta được coi là một vị khách rất đặc biệt đã từ chối King Cup 2022, vì huấn luyện Pauser cho rằng là đội tuyển Việt Nam cần phải có nhiều những cái kế hoạch khác, vì vậy mà không thể tham dự được King Cup do Thái Lan tổ chức được. Cho nên chính điều này đã khiến cho Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đã phải tính toán rất kỹ và thậm chí đã phá lệ một số hạng mục rất đặc biệt. Giải bóng đá truyền thống hàng năm tôn vinh hoàng gia của Thái Lan, đứng đầu đó là vua Thái Lan không phải cân đong đếm nhiều hay bàn ra bàn tán nhiều như là năm nay, khi mà đã có những vấn đề thậm chí được coi là phạm úy. Có 3 địa phương đang chạy đua đăng ký đăng cai giải King Cup 2022, đó là Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Kha. Cuối cùng thì bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đã chọn Chiang Mai, và cũng cần nói thêm rằng đây chính là nơi đã diễn ra SEA Games năm 1995. Thành phố trên cao nguyên này có một khí hậu rất mát mẻ, giống như với Đà Lạt của Việt Nam vậy. King Cup 2022 thì sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, đúng vào những ngày FIFA Day. 4 đội thì sẽ được đá cặp với nhau, 2 đội thắng tranh ngôi vô địch, còn 2 đội thua thì tranh hạng bảng. Về nguyên tắc truyền thống của King Cup thì lên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan phải luôn mời 3 vị khách mời nước ngoài phải có thứ hạng nằm trong top 100 của FIFA. Tuy nhiên thì năm nay lịch thi đấu dày đặc từ nay cho đến cuối năm, do vậy mà rất nhiều đội họ đã lên kế hoạch đá World Cup 2022 vào cuối năm. King Cup 2022 đã phá lệ bằng việc là khả năng cao là giải đấu chỉ là của các nước tại Đông Nam Á thôi. Lý do vì các đội không dự vòng chung kết World Cup 2022 đều đã có lịch thi đấu giao hữu cả, hoặc là những đội bận đi làm quân xanh cho các đội bóng khác, cho những đội dự World Cup, cho nên lịch thi đấu của họ thì cũng đã kín mít rồi. Tuy nhiên tại khu vực Đông Nam Á chúng ta phải thấy rằng kể cả Thái Lan ra thì cũng không có là đội trong top 100, chỉ có đúng đội tuyển Việt Nam chúng ta là nằm trong top 100 của FIFA. Và cụ thể đây hiện nay thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang nằm ở vị trí thứ 97. Trong khi đó thì các quốc gia như là Malaysia, Singapore, Philippines hay là Indonesia, và như đã nói kể cả Thái Lan thì cũng đều nằm ngoài top 100 cả. Khó quá thay đổi thì chẳng có vấn đề gì cả, và King Cup 2022, một giải đấu lâu đời và thậm chí được coi là tôn chỉ của Thái Lan, thì cũng đã đều phải phá lệ để mà mời các nước tại Đông Nam Á để tham dự. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta lại từ chối để tham dự giải đấu này. Được biết gần nhất thì đội tuyển Việt Nam chúng ta tham dự King Cup là năm 2019 tại Buriram. Giải đấu đó thì Thái Lan đã thua Việt Nam chúng ta với tỷ số 0-1 bằng bàn thắng duy nhất được ghi bằng cú đánh đầu của Anh Đức. Và đương nhiên đó là một pha cản phá lỗi của thủ môn bên phía của Thái Lan, khiến cho họ phải ôm hận ngay trên sân nhà. Và sau đó thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã chung kết với Curacao, và chúng ta đã thua họ trên chấm đá luân lưu Mohamed. Đây là một thông tin khá đặc biệt liên quan đến King Cup. Và cũng liên quan đến King Cup nữa thì hiện nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin rất đặc biệt, rất thú vị liên quan đến phát biểu vừa qua của Chanathip. Trước đó thì thông tin quý bạn có lẽ rằng cũng đã nhận được rồi, Chanathip có nói rằng là sẽ rất khó và gần như 99,9% không tham dự King Cup cũng như là Cup 2022 vì lý do cá nhân của mình, khi mà cho rằng là sẽ không đảm bảo vấn đề về mặt thể lực, rồi sẽ dễ bị chấn thương vân vân, rất nhiều thứ. Thế nhưng mới đây thì Chanathip lại có một cái phát biểu rất đặc biệt như thế này. Cậu ta nói rằng là sẽ tham dự King Cup nếu như có tên. Vậy thì gần như chắc chắn là bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan sẽ gọi cầu thủ này về để tham dự King Cup rồi. Bởi đương nhiên đây là trong thời gian của FIFA. Và thứ hai nữa là bên phía liên đoàn cũng như là huấn luyện trưởng, ông Alexander Poking đương nhiên sẽ rất mong muốn có được một cầu thủ rất chất lượng như là Chanathip có trong đội hình. Và như vậy là với những phát biểu vừa qua có sự trái ngược hoàn toàn thì nay gần như là Chanathip sẽ quay trở lại để tham dự King Cup. Còn AFCUP thì đó là một câu chuyện khác, thì hiện nay Chanathip cũng chưa nhắc đến. Và liệu rằng đó tiếp tục lại phải là cú lừa nữa dành cho các đội bóng của Đông Nam Á, khi mà trước đây thì Chanathip nói rằng sẽ không tham dự AFCUP vào cuối năm 2022 này.
Nhưng liệu rằng sau đó lại có một cú quay xe giống như là sẽ quay xe về đá King Cup hay không? Thì câu chuyện này vừa qua chúng ta cũng đều thấy rồi. Với các cổ động viên Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm. Và thậm chí tôi thấy rằng rất nhiều các bình luận đến từ các cổ động viên Việt Nam của chúng ta có nói rằng là rất mong muốn Charathit sẽ về thi đấu ở đội tuyển Thái Lan. Khi đó thì mới thực sự là cân bằng, bởi chúng ta muốn Thái Lan là một đội tuyển mạnh nhất, có những cầu thủ tốt nhất. Khi đó nếu chúng ta thắng được họ thì thực sự mới là vinh dự hơn. Còn với các cổ động viên rồi báo chí của Indonesia vừa qua, họ cũng đưa ra khá nhiều những thông tin. Họ nói rằng là sự vắng mặt của Charathit Songkrasin tại AFF Cup 2022 đó là thông tin vô cùng tuyệt vời, thậm chí là Quang Hải vắng mặt đó là thông tin vô cùng tuyệt vời, và họ cho rằng đó là một lợi thế cực lớn để giúp cho đội tuyển Indonesia có thể là vô địch AFF Cup 2022 khi các đối thủ ở trong khu vực như là Việt Nam và Thái Lan mất đi những nhân sự tốt nhất. Thế nhưng như đã nói thì với cá nhân chúng tôi không hề e ngại một chút nào cả. Cá nhân chúng tôi cũng rất mong muốn rằng Thái Lan phải có đầy đủ lực lượng. Bởi nếu có thể khi mà họ thua chúng ta, họ lại nói rằng là dù cho chúng tôi thiếu những cầu thủ hay nhất cho nên là chúng tôi mới thua thôi, chẳng có gì cả. Thế nhưng nếu họ mà thắng chúng ta thì thực sự chúng ta còn thấy xấu hổ hơn. Họ lại bắt đầu vênh váo bảo thiếu những cầu thủ tốt nhất mà chúng tôi vẫn thắng họ, vẫn thắng Việt Nam. Vì vậy mà tôi muốn là đội tuyển Thái Lan có được những cầu thủ hay nhất, tốt nhất. Mà chính xác ở đây đó chính là Charathit Songkrasin, một cầu thủ thi đấu rất bản lĩnh và rất cáo, thực sự là như vậy. Khi mà được thi đấu ở những cái môi trường như là Nhật Bản, những đội bóng hàng đầu của Nhật Bản, thì những cầu thủ như là Charathit Songkrasin hay là Therathon Bumathan thực sự là họ thi đấu một cách bản lĩnh và cáo già hơn rất nhiều, mang đến những khó khăn dành cho những cầu thủ Việt Nam chúng ta. Mặc dù chuyên môn tốt nhưng rõ ràng là chúng ta còn kém họ về mặt tiểu sản, thực sự như vậy. Bởi vừa qua tại AFF Cup 2022 thì chúng ta đã thua họ, thứ nhất là trọng tài cũng ai đã biết. Thế nhưng rõ ràng cái vấn đề về khả năng tiểu xảo của những cầu thủ như là Therathon Bumathan thì đã giúp cho Thái Lan đã chiếm được những lợi thế trước Việt Nam trong một số tình huống, những cơ hội. Và tổng thể lại thì những cái điều đó được gộp lại khiến cho Thái Lan họ có được cái lợi thế hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là việc hiện nay Charathit Songkrasin nếu quay xe tại AFF Cup 2022 đó là một thông tin vui dành cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Thế nhưng đó lại là một thông tin rất buồn dành cho các cổ động viên của Indonesia. Bởi thực tế là đội bóng này đã thua quá nhiều trước những Thái Lan và Việt Nam rồi. Và mới đây thì báo chí của họ lại tiếp tục đào ra những câu chuyện đáng buồn trước cái ngày gặp đội tuyển Việt Nam. Bởi họ tỏ ra rất thất vọng khi mà đội nhà vừa qua liên tiếp đã không thể thắng được Việt Nam trong những năm gần đây. Cụ thể thì vài năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam cũng như là Indonesia đã có rất nhiều lần chúng ta gặp gỡ nhau ở các cấp độ đội tuyển từ U19 cho đến đội tuyển quốc gia. Và đáng nói là bóng đá đất nước xứ sở Vạn Đảo không có được bất cứ một thắng lợi nào trước Việt Nam cả. Và tờ CNN của Indonesia đã có một bài viết thống kê về một cái thành tích rất đáng buồn để cảnh báo các cầu thủ của U16 Indonesia trước giải U16 Đông Nam Á. Cây bút của tờ CNN Indonesia đã có viết rằng Indonesia thi đấu với Việt Nam thường chỉ có hòa và thua thôi ở các cấp độ khác nhau, nhưng các kết quả thì cũng chẳng có gì thay đổi. Mà tới đây hai đội sẽ gặp lại nhau ở giải U16 Đông Nam Á. Và tờ báo xứ sở Vạn Đảo cũng chỉ ra những thất bại nặng nề của Indonesia trong các lần chạm trán trước đoàn quân áo đỏ, khi mà nói rằng tháng 6 năm 2021 thì đội bóng do ông Sitinyang dẫn dắt thua đậm Việt Nam với 0-4. Trước đó cũng tại vòng loại World Cup 2002, Indonesia nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Việt Nam. Và tại SEA Games 31 thì U23 Indonesia cũng thua 0-3 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng. Và giải đấu này thì U23 Việt Nam cũng thành công lớn khi đánh bại Thái Lan ở chung kết và giành được tấm huy chương vàng. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là tại U19 Đông Nam Á 2022. Dù có lợi thế sân nhà nhưng U19 Indonesia cũng chỉ có được trận hòa với tỷ số 0 đều thôi. Và thậm chí trận hòa tai hại này còn khiến cho U19 Indonesia bị loại, trong khi đó thì U19 Việt Nam và Thái Lan cùng nhau tiến tới vào bán kết. Và không chỉ có truyền thông mà các cổ động viên của đội bóng xứ sở Vạn Đảo cũng tỏ ra rất chán nản khi đội nhà liên tiếp bị Việt Nam chèn ép. Nhiều người tỏ ra tức giận mà cho rằng là nên rời liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á để tránh thua thêm. Nhưng ngược lại thì có một số các cổ động viên thì nói rằng là Indonesia là một động lực để cho Việt Nam chơi bóng. Nếu liên đoàn bóng đá của Indonesia rời AFF thì có lẽ rằng nhiệt huyết của Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể. Rất nhiều những câu từ chua chát mà các cổ động viên của Indonesia dành cho phía liên đoàn cũng như đội bóng nước này.
Bởi thực tế là trong một quãng thời gian dài mà chỉ có biết thua mới hòa trước một đội bóng thôi, thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý không chỉ là của những cầu thủ mà kể cả là các cổ động viên, họ cũng cảm thấy chán nản. Đây là cái điều mà bóng đá Việt Nam chúng ta cũng đã từng trải qua trước bóng đá Thái Lan rồi. Thế nhưng giờ đây thì bóng đá Việt Nam chúng ta đã tiến bộ, đã phát triển và chúng ta đang là một trong những đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á, chứ không muốn nói là đội bóng hàng đầu. Bởi dù sao trên bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam vẫn là đứng số 1, và với những kết quả trong suốt quá trình vừa qua, của 5 năm vừa qua, thì chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bóng đá Việt Nam. Và giờ đây với bóng đá trẻ, chúng ta vẫn còn rất rất nhiều những cầu thủ tài năng, rất nhiều những cầu thủ hay. Vì vậy mà tương lai của chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa, sẽ còn rực rỡ hơn nữa, chúng tôi tin là như vậy. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay? Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của bóng đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.